Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô gái rất là dễ thương này. Hãy cùng bắt tay vào tô của mình nhé. Cô gái đội chiếc mũ tai thỏ này. Mình sẽ dùng màu hồng. Tóc này thì mình sẽ dùng màu đen nha.
là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like.